Mỹ Anh sinh năm 2002, là con gái út của vợ chồng Mỹ Linh, Anh Quân. Không chỉ thừa hưởng tài năng âm nhạc, cô còn có nhiều nét giống hệt bố mẹ về ngoại hình. Giọng ca tóc ngắn, từng nhận xét con gái út trầm tính và điềm đạm giống bố chứ không nói nhiều như mình. Mỹ Anh từng áp lực vì có bố mẹ nổi tiếng, nhưng đó cũng là động lực để cô khẳng định bản thân. Bước vào tuổi 18, Mỹ Anh quyết định theo đuổi con âm nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam thay vì du học giống anh trai và chị gái. Cùng với đó, cô cũng tích cực thể hiện cá tính thông qua thời trang. Ở đời thường, Mỹ Anh ưa thích phong cách năng động, trẻ trung khi thường xuyên diện quần jean và áo phông. Với thời trang hàng ngày, cô ít khi mặc gợi cảm, chỉ thỉnh thoảng diện áo chất tốt khoe eo trẻ trung. Cô thường tạo điểm nhấn cá tính bằng cách kẻ đuôi mắt sắc lẹm kết hợp sau môi đỏ nữ ca sĩ sinh năm 2002 từng hào hứng khoe tóc mái bằng do mình tự cắt khi ở nhà. Mỹ Anh từng chia sẻ, ngoài đầu tư cho âm nhạc, cô rất ít khi mua sắm. Khi chưa đi hát, cô đôi lúc còn diện quần áo của mẹ. Không sở hữu đôi chân dài hay đường công hình chữ S nóng bỏng như những người mẫu, nhưng Mỹ Anh rất tự tin với cơ thể của mình và mong muốn những người khác cũng vậy. Đó cũng là lý do cô chia sẻ bức ảnh tục quần để lộ vòng ba gây ồn ào cách đây vài ngày. Khác với quần áo thường ngày, Mỹ Anh rất đầu tư cho trang phục biểu diễn. Con gái út nhà Mỹ Linh, anh quân chịu ảnh hưởng lớn từ các ngôi sao âm nhạc USUK và không ngại thử nghiệm những phong cách mới. Từ ngày theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Mỹ Anh như tắc kè hoa trên sân khấu, khi nhí nhảnh đáng yêu với mái tóc xù mì, búi na tra, khi lại cá tính với mái ngố. Trang phục được cô chọn luôn có sự nhấn nhá của nét cá tính, năng động, ví dụ kết hợp giày sneaker với váy xếp tầng. Váy ngắn màu nổi kết hợp mốt, dày xấu, và tất giúp Mỹ Anh có vẻ ngoài ấn tượng khi biểu diễn tại một phòng trà. Cách chọn trang phục của Mỹ Anh rất ngẫu hứng, không dập khuôn theo một phong cách nào. Trong một vài lần hiếm hoi, cô cũng thử nghiệm phong cách nữ tính với Little Black Dress kết hợp trang sức ngọc trai khi hát nhạc da. Dù vậy, cô vẫn không quên thể hiện cá tính mạnh mẽ qua kiểu trang điểm đậm nhấn vào đôi mắt sắc. Sau MV The Book mang tên God You... Mỹ Anh liên tục gây ấn tượng bởi chất nhạc hiện đại, trẻ trung. Cô thử nghiệm bản thân ở cả vai trò ca sĩ lẫn nhà sản xuất, nhạc sĩ. Những màn trình diễn của cô trên các sân khấu lớn, đặc biệt là sự kết hợp với Jasper Tuimi trong chương trình Kiên ốc gia. Đầu năm 2021, Mỹ Anh trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất của sâu thực tế mới The Hero 2021. Cô cũng là thí sinh duy nhất đảm nhận cả hai vai trò ca sĩ và sản xuất âm nhạc. Thay vì kết hợp với một nhà sản xuất khác, cô muốn tự mình thực hiện các tiết mục. Với những gì đã thể hiện, Mỹ Anh được đánh giá là một trong những gương mặt nổi trội của thế hệ ghen ghét. Nguyên Anh